4 quyết định đúng đắn của huấn luyện viên Ten Hag trong trận thắng trước Arsenal. Man United đã giành thắng lợi thuyết phục 3-1 trước Arsenal và huấn luyện viên Erik Ten Hag xứng đáng được khen ngợi với những quyết định chiến thuật đúng đắn của mình. 1. Để Anthony đá chính. Đó là quyết định táo bạo của Ten Hag khi tung Anthony thẳng vào đội hình xuất phát của MU. Dù tân binh 100 triệu euro này đến Old Trafford chưa lâu và không có nhiều thời gian thích nghi với môi trường bóng đá hoàn toàn mới, nhưng cựu ngôi sao quả rắc đã gây ấn tượng ngay lập tức. Cầu thủ người Brazil luôn biết cách xử lý bóng đầy kỹ thuật, anh nhiệt tình tham gia vào đóng góp lối chơi của toàn đội. Nhưng chính bàn thắng ra mắt đã khiến sân Old Trafford bùng nổ. Anthony đã có pha dứt điểm rất gọn gàng sau khi đón đường chuyền của Marcus Rashford để rồi hạ gục Aaron Ramsdale. 2. Tin tưởng Marcus Rashford. Hai bàn thắng và một pha kiến tạo vào lưới Arsenal. Đó là điều rất tuyệt vời mà một trung phong quẻ mù nên làm được. Và đó chính xác là những gì Rashford tận hưởng sau một màn trình diễn xuất sắc. Có rất nhiều lời chỉ trích dành cho tuyển thủ Anh trong thời gian gần đây, nhưng Ten Hag vẫn luôn đặt niềm tin vào Rashford rồi đã được đền đáp. Rashford khởi đầu với pha kiến tạo như đặt cho Anthony mở tỷ số trong trận thả mắt. Không lâu sau khi Arsenal gỡ hòa, chính Rashford là người đã giúp Quỷ Đỏ nới rộng cách biệt trước khi ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Anh khiến hàng thủ của pháo thủ phải khổ sở với những bước chạy tốc độ vào phía sau. 3. Cách dùng Cristiano Ronaldo. Ronaldo, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, tiếp tục phải dự bị trong trận cầu đỉnh. Ten Hag kiên định trước quyết định gây tranh cãi này. Trước Arsenal, lần thứ tư liên tiếp, cầu thủ đã 5 lần giành quả bóng vàng phải chấp nhận vai trò dự phòng. Nhưng với việc Jadon Sancho đã cặp cùng với Rashford và Anthony, đây là một hàng công trẻ trung và thú vị cho hiện tại lẫn tương lai ở Old Trafford. Ten Hag đang tìm cách mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên chắc chắn sẽ khiến cho người mộ phấn khích trong nhiều năm. Và ông cũng đã tung Ronaldo vào sân đúng thời điểm khi Man United đang chịu sức ép dữ dội. Một CR7 sung sức, kinh nghiệm, biết cách chơi quay lưng so với khung thành, điều mà dường như Anthony Martial đang chấn thương là làm tốt tại Man United. Chính điều này đã giúp Quỷ Đỏ có được không ít khoảng trống ở trong những tình huống phản công. 4. Tung Fred vào sân. Ten Hag cho thấy khả năng đọc trận đấu tuyệt vời của mình khi để Fred vào sân. Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Rashford, Jadon Sancho cần được ra nghỉ ngơi bởi anh không còn đủ thể lực. Cầu thủ vào sân thay thế Sancho không phải là một Casemiro đẳng cấp trong bối cảnh Man United cần củng cố hàng thủ, mà lại là Fred. Fred làm quá tốt nhiệm vụ được giao, anh chơi cao như một số 10 bên cạnh Eriksen, tích cực pressing tầm cao khiến Arsenal gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà. Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu cầu thủ người Brazil chuyển bóng nắn nót hơn cho Ronaldo trong tình huống phản công.